Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với video của Chư Hoài Bảo. Anh Nhân, tóc mới nè, có đẹp trai không? Trời đất ơi, bạn trai của các bạn là phải đẹp trai vậy đúng không? Trời đất ơi, các bạn không? Thiệt là, cái này là chơi ngu lấy tiếng á mọi người. Thiệt là mình, các bạn biết là mũi mình tẩy tóc tới trắng tóc luôn, thành một ông cụ. Nhưng hôm qua mình đã quyết định nhuộm đen lại, mình gọi đen xong thành ra nó gớm chó, bắt đầu mình rất là gớm chó luôn. Nó không có đều màu đen á mọi người. Đó, chỗ đó các bạn thấy còn nâu nâu không? Đó, cho nên mình quyết định là mình cắt tóc luôn để nhìn cho nó đỡ. Nhưng mà sau mình cắt tóc xong thì mình thấy mình rất là, sau khi mình cắt tóc xong mình cảm thấy là nó nâng cái tầm trạc trâu của mình lên á. Cho nên là hôm nay quyết định mình sẽ làm lại chuyên mục đừng mở cửa. Thì cái chuyên mục này nó đã chết lặng, nó đã chôn vùi ở trong một góc xó, và bây giờ nó quay trở lại với niềm hân hoan. Mong mọi người rõ ràng thì mình muốn nói trước một cái vấn đề là mình không biết là nó có phải là dính phải tâm linh hay không, nhưng mà mỗi lần mà mình gặp chuyện với một cái chuyên mục mới là nó đều tới từ một cùng một câu chuyện, nó đều tới từ cùng một câu chuyện. Đó chính là một câu chuyện ở Tân Bình. Ngày xưa như các bạn cũng biết, khi mà mình còn ở cái nhà cũ á, mình đã có làm cái chuyên mục là những nơi bị ma ám ở Sài Gòn đúng không? Thì từ khi mà mình làm về cái chủ đề về cái căn nhà mà có cái hố á, như các bạn cũng biết, có một số bạn sẽ biết, một số bạn sẽ không, nhưng mà những bạn nào không biết thì lát hồi mình sẽ kể cho các bạn biết ha. Mình làm trong kiểu mà ở nhà đó, trong nhà nó có một cái hố á, đó, thì mình làm cũng làm về cái câu chuyện đó luôn. Và mình làm không được, cái lúc mình làm mình nói dắp rồi mình tùm lum tà la, lúc đó mình còn tự đánh đầu mình nữa mọi người, tại vì mình không hiểu tại sao mà mình cứ nói dắp hoài, mình cọc á, mình quay không được, mình tự, lúc đó mình còn trẻ trâu á, mình tự xử mình luôn. Rồi tới bây giờ, tới cái ngày hôm nay khi mà mình làm được mở cửa thì nó cũng lặp lại một lần nữa, nhưng mà mình không đánh mình cho mọi người. Mình quay xong thì nó bị mất cái bản thu, và cái bản tiếng thì nó tắt luôn. Cái bản tiếng thì ở trên video và nó tắt luôn. Bình thường mình làm thì mình sẽ thu ở trên cái điện thoại nữa, nhưng mà cái đợt đó thì tiếng thì này nó cũng không thu, mà cái điện thoại mình thì mình cũng không thu luôn. Không phải là mình không thu mà mình thu rồi mà mình mất á, thành ra là nó cũng không chiếu cho các bạn coi được luôn. Cho nên hôm nay nhất định mình phải làm được. Mình sẽ tóm tắt câu chuyện thôi. Câu chuyện này nó tới từ một ngôi nhà ở Tân Bình, và xảy ra trong một ngôi nhà đó gồm có 4 thành viên, gồm có cha mẹ và hai anh em này có một cái tên rất là kiểu mà nghe một cái là thấy hòa bình liền, đó chính là Hòa Thuận. Thằng em tên Hòa, còn thằng anh tên Thuận. Nhưng mà thường á là cái gì nó đặt trước mặt các bạn như vậy thì nó sẽ không xảy ra như vậy các bạn, đúng không? Hai anh em không hề hòa thuận luôn. Cậu bé em Hòa đó, thằng em Hòa đó thì giai em, nhưng mà lại biết nghĩ hơn là anh, kiểu mà không có ăn chơi chát tán, rồi cũng không có kiểu mà người ta chỉ lo đi học và đi làm thôi, cho nên là rất là được ba mẹ cưng. Và tiền của gia đình, kiểu mà gia đình là kiểu mà cán bộ về hưu mà, thì vừa có tiền về hưu mà nói chung là trong khoảng thời gian đó là chỉ có Hòa là trụ cột thôi, bởi vì Hòa đi làm. Còn thằng anh Thuận á thì nó không có đi làm, nó toàn là đi chơi không, rồi nó lông bông không mà, cho nên là ba mẹ không có dành tình cảm nhiều. Tất nhiên rồi, người ta sẽ dành tình cảm cho những người mà ngoan hiền giống như bảo đó mọi người. Kiểu giống vậy, hiểu không? Thì mà ngoan hiền mà còn đẹp trai nữa. Khi còn đẹp trai thì sinh ra là cái anh Thuận này, ảnh có một cái mâu thuẫn với lại anh Hòa từ lâu lắm rồi, bởi vì ảnh ganh tị. Ảnh còn nghe được là hàng xóm nói là hả cái gì đó, lúc mà nói chuyện là thì nói chuyện với hàng xóm, kiểu mà gia đình của anh Hòa Thuận á, hai anh Hòa Thuận nói chuyện với hàng xóm kêu là có để dành một ít tiền cho sau này thằng Hòa mà nó có lấy vợ thì lấy ra dùng. Thì từ đó mà sinh ra mâu thuẫn thêm nữa, ảnh càng tức thêm nữa, cái ông Thuận cũng càng tức thêm nữa. Thì vào một cái ngày kia, khi mà nó xảy ra cái án mạng ở trong cái ngôi nhà của cái gia đình này, là chính cái ông Thuận, là chính là người anh và cũng là người con ở trong gia đình đó, đã thảm sát hết 3 người trong cái nhà đó. Thì cái chuyện nó xảy ra như thế này, theo như lời của ông Thuận đó nói đó, vào năm 2000 bắt đầu chuẩn bị đón Tết năm Canh Thìn rồi, thì ông Thuận ông nói là kể lại là cái ngày hôm đó, buổi tối ngày hôm đó thì anh Hòa và anh Thuận có gây lộn với nhau, bởi vì anh Hòa không đỡ mẹ cẩn thận, bởi vì mẹ của anh Hòa với anh Thuận là bị tai biến, cho nên là đi đứng không có được bình thường, hơi khó khăn, cho nên là phải đỡ. Thì đỡ không cẩn thận làm cho mẹ của hai anh té, thì anh Thuận mới chửi anh Hòa, và anh Hòa gây lộn lại với anh Thuận, kiểu như là anh không có làm được gì hết trơn, tại sao
chỉ có một việc nhỏ là tôi lỡ tay, tôi không có muốn, tôi đâu muốn mẹ tôi vậy đâu, ở đâu ở giữa mà lỡ cái kiểu ở sao anh chửi tôi hay là anh làm gì đó, thì hai anh mới xảy ra xô xát. Thì khi mà xảy ra xô xát á, thì khi mà xảy ra xô xát thì anh Thuận á, ảnh mới lấy cái cây gậy ảnh đập lên đầu anh Hòa. Anh mới lấy cái cây gậy anh đập, cái lúc này cái ông Thuận ông mới lấy cái gậy ông đập cái côn hay cái côn nhĩ khúc hay cái thiết gì đó, ông đập lên đầu ông Hòa. Thì khi mà ông đập lên đầu ông Hòa như vậy á thì ông Hòa chết. Cái xong rồi lúc này đó là lời ông kể nha. Thì cái lúc mà cái bà mẹ của hai anh thấy là anh Thuận đập anh Hòa chết thì bắt đầu mẹ la lên là tại sao mày giết em, đó là tại sao mày giết em rồi, mày giết chết em rồi. Rồi xong theo lời kể của ông Thuận á thì là mẹ của ổng nhào lại bức tường, đập đầu vô trong bức tường rồi chết, ý là tự sát á, tự sát để chết theo em. Nhưng mà các bạn nghĩ đi, cái lời khai này nó có hợp lý không, khi bả là một người, mẹ của ổng là một người bị tai biến và đi đứng còn phải đỡ, lấy vậy lấy sức đâu ra. Má tự nhiên là đụng cái là cái hết bệnh liền hả, lấy sức đâu ra mà có thể chạy lại trong cái bức tường đập đầu chết tự tử. Và cái sức của một người già vậy, thí dụ đập đầu thì có u đầu thôi chứ làm sao mà đập đầu thì có u đầu thôi làm sao mà bất tỉnh được. Và xong rồi bạn, cái ông Thuận này ổng còn kể á, cái ông Thuận này ổng còn kể là ghê quá, kể là mình kể mình nói gà gà nè. Chính ông Thuận ổng còn kể lại là sau buổi tối ngày hôm đó là ổng đã gom xác của hai người vô trong cái dưới chân giường. Và khoảng mấy ngày sau, khoảng 3 ngày sau thì ba của anh Thuận và anh Hòa về, là ba của anh Thuận Hòa xuống dưới quê để làm một số thủ tục, các bạn hiểu không, là làm số thủ tục, tại vì hình như gia đình chuyển lên thành phố mới chuyển lên thành phố ở, cho nên là phải làm dưới một số thủ tục dưới quê. Thì khi lên thì buổi tối ngày hôm đó ba anh Thuận ngủ trên chính cái giường mà ở phía dưới đang có xác của con mình và vợ mình luôn. Cái xong rồi hả, ông Thuận kể là chính lúc này thì ông Thuận ông mới gọi là xin lỗi ba và nói chuyện với ba để ba tha lỗi cho ổng và tìm cách giải quyết cho ổng. Nhưng mà ổng kể là sau khi mà ba ổng nghe được câu chuyện đó rồi thì ba ổng điên lên, ba ổng nói là trời ơi mày giết cả nhà, xong rồi ba ổng tự đập đầu vô thành giường và chết như một điều vi diệu luôn, như một điều vi diệu quá trời quá, kể không hề giả chân luôn đó. Thì bảo mà là cảnh sát là bà sẽ gì nè. Ủa, quay lại. Đó là cái sao vậy? Có giả chân quá không vợ? Đó, nhìn ngầu. Cái xong rồi công an mới gọi là, thì cái lúc đó mình sẽ thì lúc đó là ổng khai vậy, nhưng mà là công an đâu có tin đâu, làm sao công an tin được? Ý là ổng chỉ muốn gọi là, nếu mà theo tình cảnh như vậy thì bảo nghĩ là chắc ổng chỉ muốn khai như vậy là để giống như là ổng không chịu tội giết hai người kia, mà ổng chỉ chịu tội giết thằng em ổng thôi, hai người kia tự sát. Nhưng mà đâu ra vậy. Thì cái lúc mà rồi ổng kể tiếp, sau đó thì nói chung là mình sẽ pass qua cái vụ mà ổng bị bắt đi. Bây giờ mình sẽ tới cái vụ mình sẽ nói lại như vậy nè, mình sẽ kể phần này. Thế thì cái chuyện này nó lạ lắm mọi người, nó phải kể sao mình không biết, nhưng mà giờ mình sẽ kể tiếp tục nha. Thì ok, sau khi mà ba ổng chết rồi, ổng mới mướn hai cái ông thợ vô trong nhà ổng để đào một cái hố. Thì khi mà hai ông thợ vô trong nhà ổng đào một cái hố, tự nhiên ổng nói là đào một cái hố để bơi, làm một cái hồ bơi trong nhà hay là cái gì đó mình quên rồi, nhưng mà hình như là làm cái hồ bơi trong nhà. Hai ông thợ thấy vô lý, mà trong nhà đó, trong cái ngôi nhà đó thì nó từ cái lúc mà ba cái người đó chết á mọi người, trong cái ngôi nhà đó nó phát ra cái mùi hôi của chuột chết, rồi nó phát ra những cái mùi hôi của tử thi mà nó bắt đầu thiêu á, tử thi mà bắt đầu bị phân hủy á mọi người. Thì bắt đầu hả, cái nhà đó nó hôi lắm. Hai cái ông mà thợ hồ á vô đào đất lên á, ngửi không chịu nổi luôn mọi người, mùi nó thối, mùi xác chết, ba cái xác chết lẫn mà nó thối quá à. Mà lúc nào hai cái ông đó mỗi lần mà lia mắt tới nhìn cái ông Thuận á, là đều thấy ông Thuận ngồi trên cái giường nhìn hai ổng vậy nè, kiểu là quan sát hai ổng coi hai ổng có làm cái gì khác không. Bởi vì sao không, ba cái xác nó được giấu dưới cái giường đó, che cái màn lại giấu trong cái giường đó, ba cái xác che cái màn lại để cho không, cho nên ổng phải ngồi canh, ổng phải ngồi đó canh. Các bạn tưởng tượng đi, ổng phải ngồi đó canh tại vì ổng sợ bị phát hiện, mà
mà lúc mà các mình mà hai mình là hai cái ông đó mà mình biết được cái sự gì chắc mình sợ teo bury luôn á mọi người. Đang đào vậy nè, lúc nào nó cũng ngồi nó ngó mình nhỉ. Mà nó ngồi trên cái giường mà đang chứa ba cái xác đó, ghê không má, dù ghê sợ quá, tưởng tượng nó sợ. Chứ xong rồi thì ba cái ông này thấy lạ quá, thì ba cái ông này đào xong rồi thì chuẩn bị là tráng xi măng thì để sáng ngày hôm sau làm, đúng không, để tráng xi măng thì ngày hôm sau làm. Nhưng mà thì hai ông thợ mới đi về, thì khi mà hai ông thợ đi về rồi, sáng ngày hôm sau hai ông thợ này lại thì thấy là cái hố đó đã được lắp lại rồi, thì hai ông thợ nói là tại sao lại làm như vậy, thì các ông kêu nói là thôi nghỉ gậy rồi, không có muốn làm nữa cho nên lắp cái hố đó lại, tự ổng lắp lại cái hố đó luôn, kiểu như là ổng chôn ba xác đó luôn. Thế xong rồi bắt đầu hả, hai ông thợ này thấy lạ, rồi cũng cái vụ mà mất tích của ba cái người này nè, hàng xóm nó gì hỏi cũng không thấy, thì bắt đầu hả mới thấy lạ rồi mới nó báo chính quyền xuống kiểm tra, xong đào cái hố đó lên thì phát hiện ba cái xác đó ở dưới. Thì cái lúc này á, khi mà là hỏi mà nó vẫn khai gian á, các bạn hiểu không, cho nên là cảnh sát hỏi tới hoài thì nó phải khai thiệt là cái ngày hôm đó nó có mâu thuẫn với lại em nó, xong rồi nó đánh em nó chết. Nó đánh ông cái ông Thuận, ông có mâu thuẫn với em ổng, sau khi ổng đánh em ổng chết xong thì mẹ ổng chửi ổng, rồi mẹ ổng nói cái gì đó, rồi xong ổng kiểu mà tự ái quá ổng cũng đánh mẹ ổng luôn. Không phải là bà tự tử nha, ổng tự đánh mẹ ổng luôn. Tại vì kiểm tra ba cái hộp sọ đều bị bể hết, có nghĩa là lực tác động vào là đều bị gọi là khôn nhĩ khúc, với lại mấy cái thanh sắt thanh đoạn đập ra đầu là đều mấy cái thanh đó đều bị hết. Xong rồi hả, ổng giết mẹ ổng luôn, xong rồi ổng mới cuốn hai cái xác đó lại, xong rồi ổng giấu ở dưới gầm giường. Tới khi ba ổng về, ba ổng vẫn không biết luôn. Thì hả, ba ổng nằm trên cái giường mà ở dưới là xác của mẹ, xác của vợ, ở dưới là xác của vợ và con của ổng mà ổng không biết luôn. Thì ông này ổng mới đầu thú với ba ổng, thì ba cũng ổng cũng làm công an mà. Ba nghĩ là chắc ổng kiếm một cách gì đó để ba ổng có thể chạy tội cho ổng á. Nhưng mà sao chạy được, giết hai người, điên hả? Are you fucking kidding me? Không có chữ thề. Cái xong rồi hả, ông ba ổng không chịu đâu. Cho nên hả là ông này ổng giết ông ba luôn. Ông bịt đầu mối ông ba là ông giết ông ba luôn. Trời ơi, mà các bạn ơi, giết người mà dễ như vậy hả? Đâu có phải là sự mất tích của một người mà nó dễ dàng đến như vậy. Sự mất tích của một người gọi là một công dân của Việt Nam, có chứng minh nhân dân này kia, cái kiểu hộ khẩu này kia, sự mất tích của người ta không dễ dàng như vậy. Phải mất tích là mất tích, hiểu không? Ông quýnh vô, ông canh ba, ông ngủ, ông đập đầu ba ông hay là gì đó. Mình không nói chung là cái câu chuyện này là, riêng cái câu chuyện này cuộc đời mình không kể được, mình tức lắm. Nó sao đó mọi người, hình như lúc ông ngủ ông bị đánh chết, hay là lúc mà ông gian sinh đó mọi người, mình cũng không nhớ. Hình như là có hai cái mạch truyện trong cái câu chuyện này, mình không có thể nào mà phân định được. Nhưng mà nói chung là ông ba bị giết, nói chung ông ba là chính xác là bị giết luôn á, tại sao mình nói như vậy, tại vì thằng ông Hòa đó là em ổng, lúc mà cãi lộn nhau thì gây lộn tức giết ha, đó là gọi là lý do, có lý do. Rồi mẹ ổng đang chen vô, lúc này ổng đang giết người, rồi mới giết người, ổng đang có hoang mang, mẹ không chém vô, mẹ không chửi, mẹ không làm cái hành động gì đó, rồi hả giết mẹ ổng luôn, để cho mẹ ổng đừng nói nữa. Tại lúc đó là kiểu như là mình nghĩ là nếu mà tâm lý tội phạm á thì nó sẽ như vậy. Còn ba ổng chính xác là ổng giết ba ổng luôn, có nghĩa là chính xác là ba ổng giết, giờ là chính xác là ổng giết ba ổng luôn. Quá trời mất dạy luôn rồi, trời ơi sợ quá, mình nói thiệt luôn á, ý là trời ơi, đẻ nó rặn đâu chim, xong rồi hả nuôi nó lớn lên xong rồi nó giết mình. Có hiếu quá không dạ? Trời ơi, sợ luôn mọi người, rất là sợ hãi. Rồi như là sau đó là đi tù hay sao đó rồi mọi người. Nhưng mà kinh khủng quá. Đào một cái hố ở trong nhà đó là gọi là cái hố ở giữa lòng Sài Gòn mọi người. Cái hố giữa nhà, kinh khủng. Thôi, câu chuyện của chúng ta đến đây là hết rồi. Nếu mà các bạn thích cái chuyên mục này thì nhớ bấm like cho Bảo. Ngại gì mà không bấm like, mà share cái video này ra cho Bảo, để Bảo có tinh thần làm thêm cho các bạn. Hôm nay đầu mới nè các bạn, đúng không? Bảo cũng đã kể được câu chuyện này rồi, Bảo nghĩ là câu chuyện này sẽ lên thôi. Tại lần này là lần thứ 3 rồi, quá tam ba bận đúng không? Lần thứ 3 quay về câu chuyện này rồi, chắc chắn sẽ lên. Cảm ơn các bạn rất nhiều, hẹn gặp lại, bye bye.